Baby bus. Người bán hàng. Tạp dề. Giá trưng bày. Bàn tính tiền. Tôi là người bán hàng. Tôi bán các loại hàng hóa cho khách hàng. Hãy chọn vài cái bánh bạn thích rồi đặt lên bàn tính tiền nào. Xin mời. Bạn muốn gì? Nhật Bản. Cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. Cảm ơn. Xin mời. Bạn muốn mua gì? Tôi muốn mua bánh mì. Tôi muốn mua cái này. Tất cả mọi người đều thích bánh do tôi làm. Sách. Viên phấn. Bảng. Tôi là giáo viên. Tôi dạy tất cả mọi điều cho các em nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, buổi học bắt đầu nhé. Hôm nay tôi sẽ đưa ra một số câu hỏi dành cho các bạn. Đồ ăn mà mèo ưa thích là gì nhỉ? Bạn nào trả lời chính xác sẽ được tặng một bông hoa màu đỏ. Sai rồi, tôi không thể cho bạn bông hoa màu đỏ được. Bạn nào trả lời sai thì lần sau sẽ cố gắng nhé. Khi đã trả lời đúng rồi, bạn giỏi quá. Xin cảm ơn cô. Con gì có thể bỏ được trên mặt đất nhỉ? Bạn nào trả lời chính xác sẽ được nhận giải thưởng là một bông hoa màu đỏ. Sai rồi, tôi không thể cho bạn bông hoa màu đỏ được. Bạn nào trả lời sai thì lần sau sẽ cố gắng nhé. Học tôi đã trả lời đúng rồi, bạn giỏi quá. Xin cảm ơn. Hãy đưa cho tôi cái cước màu đỏ. Bạn nào trả lời chính xác sẽ được tặng một bông hoa màu đỏ. Sai rồi, tôi không thể cho bạn bông hoa màu đỏ được. Kiki đã trả lời đúng rồi, bạn giỏi quá. Xin cảm ơn. Hãy đưa cho tôi cái bánh có hình tròn. Bạn nào trả lời chính xác sẽ được nhận giải thưởng là một bông hoa màu đỏ. Bạn nào trả lời sai thì lần sau sẽ cố gắng nhé. Khi đã trả lời đúng rồi, bạn giỏi quá. Xin cảm ơn cô. Các em là những học sinh rất thông minh. Khăn choàng cắt tóc. Kéo cắt tóc. Lược. Tôi chính là người thợ cắt tóc, đã cắt những kiểu tóc đẹp cho khách hàng. Hãy làm cho tôi theo kiểu này, không có vấn đề gì. Hãy giao việc ấy cho tôi. Hứa. Thank you.
Mũ an toàn, máy ép tóc, tường gạch. Tôi chính là người kiến trúc sư đã trực tiếp xây dựng nên những ngôi nhà đẹp kia. Trước tiên phải chuẩn bị xi măng. Sau đó, hãy chát toàn bộ bức tường bằng xi măng. Cuối cùng, hãy tô lên những màu sắc thật đẹp. Vệ sinh. Tôi là công nhân vệ sinh môi trường. Hàng ngày tôi dọn dẹp sạch sẽ các con đường. Trở thành một đứa trẻ ngoan, không bao giờ vứt rác lung tung nhé. Mũ, dây an toàn, vô lăng. Tôi là người lái xe buýt, tôi lái xe chở khách hàng ngày. Xe buýt chuẩn bị xuất phát, xin quý khách hãy ngồi một cách an toàn. Đến bến xe rồi, hãy dừng lại nào. Khi đi xe buýt, hãy trả tiền xe bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ giao thông. Hãy nhường chỗ cho người già yếu. Phải giảm tốc độ khi đi qua gò giảm tốc. Tôi xuống ở đây. Xe bắt đầu chạy rồi. Mọi người hãy nắm chặt vào chỗ tay cầm. Đến bến xe rồi, hãy dừng lại nào. Hãy lên.
lên xe ở cửa đằng trước và xuống xe ở cửa đằng sau. Hãy nhường chỗ cho người già yếu. Đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì đi tiếp. Tôi xuống ở đây. Xe bắt đầu chạy rồi. Mọi người hãy nắm chặt vào chỗ tay cầm. Đây là bến cuối. Mong tất cả hành khách hãy xuống xe. Mong lần sau quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Baby Bus.